chứ, nhưng mà cũng không sao, làm được. Đi qua bên đó đi giao gạo như vậy rồi cả nhà, là ngày mai mình không có ghé, mình cũng không cả không sợ là mọi người đói nữa, có gạo nấu rồi, có thịt, có trứng, có spam rồi. Đây có là ông đó cũng đi xuống suối nữa kìa. Ồ, chắc bà đó có đi bán đồ cái gì mà. Ok, nếu mà có người xuống thì xếp hơn. Ok, thôi lần đem cho Alex một cái bắp cải nãy mới mua để ngày mai nấu đó. Với cái dĩa, thấy Alex ăn bằng cái miếng bằng muỗng không, cái dĩa của nhà hay là như mấy đôi đũa. Rồi quên lấy cái muỗng rồi, cả nhà thấy không? Đó. Rồi đây. Bốn cái nón len. Có ai hỏi Helen cho. Để tối đeo ngủ. Đây. Một hộp bánh Ritz. Với là dớ. Dớ dài cho anh Phúc. Không, dài cho anh Phúc. Quần áo cho Alex nè. Với là cho anh Phúc có bận được không? Dưa hấu, thuốc, xà bông, chuối, trứng, hai hộp trứng luôn. Spam. Nè thấy không? Đó. Gạo. Sấy. Sấy. Với lại mua hộp thịt nướng. Hay là đem giấy đi cầu luôn nè cả nhà thấy không? Đó, cho giấy đi cầu luôn nè thấy không? Đem hai bịch giấy đi cầu đây nè. Bao gạo. Rồi giờ hay là xếp cái xe nha. Kêu đi te te vậy? Hả? Mà kêu sao đi te te vậy? Không nghe chị kêu hả? Nghe, đi rồi ra em ở dưới khúc này hả? Có lấy bánh ăn không? Có, lại đây ăn dưa hấu không? Ờ, ăn chứ, chứ có dưa hấu chưa? Ủa có dưa dưa ngấu gì không? À, khoan, bây giờ em làm này cho chị coi, em bưng bao gạo, em có cần, em đâu có nấu cơm phải không? Biết nấu cơm chứ. Mà em có cần gạo không? Bưng cái bao gạo bỏ vô dựng lên cái xe này cho chị, bao gạo. Không, gạo. Hả? Cho cũng được, không cho. No, mà em có nấu rồi mới lấy, không nấu lấy bà con bỏ. Không nấu lấy chị giùm hai. Không lấy đâu. Thì đó, dựng vô trong xe giùm chị coi. Em ở dưới capital hả? Ừ. Ồ vậy hả? Dựng ngay lại đặng chị xếp đồ vô nữa. Dựng ngay, dựng nghiêng qua một bên đây cho chị. Okay. Để chị xếp đồ vô nữa. Bây giờ em muốn lấy bánh Ritz em xé em lấy đi. À, không cần nữa. Không ăn hả? Không. Em ăn chuối không? Ờ à, không. Mới sao mà ăn chuối? Tại vì vậy lấy dưa hấu ha. Dưa hấu ở hết dưa. Ok. Em lấy dớ không? Dớ. Yeah. Em có cần nón này để em tối cho nấm không? Yeah. Rồi. Ok, rồi em đưa cái bọc vớ lên cho chị hay là đây. Đưa lên đây. Em muốn cần mấy đôi vớ? Cần mấy đôi vớ? Hả? Cần mấy đôi vớ? Ờ, một đôi được rồi. Ủa, có đôi giày không? Cho giày để chị hứa sao đi, chị hứa cho anh Phúc. Em ăn số mấy vậy? Số 9. Em ở khúc nào? Ở bên Capitol em ở khúc nào? Với Alex. Trời, chị đang xuống giúp Alex nè. Không. Vậy rồi kéo gạo cho chị luôn đi, đi xuống đó chị cho luôn. Thì em biết Alex lâu rồi. Biết. Chứ nó là bạn của con gừng đen á. Em mang giày số mấy? Số 9. Đây thấy thứ tư gì xuống chị cho em đôi giày. Ok. Ok, bây giờ xếp đồ xách vô cho đó cho chị đi. Ok. Đây, em kéo giùm chị luôn. Bỏ dưa hấu vô. Bỏ dưa hấu vô. Ok. Ừ, 200 dưa hấu. Bây giờ bỏ dưa hấu vô trước đi ha. Thịt đó chị mua xuống dưới luôn đó. Ok. Giấy thì cầu luôn. Rồi biết gừng đen, gừng đen á. Không. Không biết gừng đen. Anh Lễ lúc trước. Cường đen hả? Ờ, Ken. Bỏ cặp dưa hấu nữa, hai cặp luôn. À, đi xuống ghé vô thiện nữa. Đó lúc trước rồi, lâu lâu lắm rồi. Vậy hả? Rồi dựng vô. Rồi một hộp spam, một lốc spam cho chị. Ờ. Hả? Dựng vô, dựng sát vô, dựng sát vô, mình còn để nữa, còn đây nhiều đâu? Đồ lắm. Đây à? Ừ, dựng sát vô. Ờ, ok. Đó, tụt xuống dưới, bỏ xuống dưới. Bỏ xuống dưới chị. Chị đang viện trợ cho Alex nè, chị đâu biết em ở chung với Alex. Ồ, vậy đỡ quá rồi, mấy anh em ăn chung đúng không? Đúng rồi. Rồi trứng, hai dĩa trứng luôn. Okay. Để làm sao giờ ta? Hay là dưa hấu mình xách em? Chị cái cầm trứng nha. No, còn nữa, chưa? Okay. Ừ, sao không có chỗ để? Vậy... Bỏ dưa hấu ra đi.
xoay cái dĩa trứng ngang lại, xoay ngang lại cho chị, xoay dĩa trứng ngang lại à, rồi còn dĩa nữa để lên cho chị. Ok dạ, để lên cho chị. Thấy chưa, đi viện trợ thấy ghê không? Okay. Chị xuống một tour rồi đó. Okay. Hồi nãy chị xuống chị không gặp em. Không. Yes. Em, nếu mà biết em dưới đây chị feel more safe rồi. À, chuối cũng đem luôn, chuối, hai, xà bông. Hai cái luôn không? Đúng, hai cái luôn. Okay. Để vô. Úp vô vậy, úp vô vậy, quay lại, quay okay. lại. Xà bông. Lấy để vô luôn. Ok. Chết rồi. Vậy sao bưng nhỏ như vậy? Không đủ hả? Nè còn cái này nữa nè em ơi. Còn bịch dưa hấu đó nữa, với bịch này nữa, với bịch rau nữa. Ê, em để cái dĩa sườn ngang vô trong đó cho chị đi. Dĩa sườn nè, đem xuống sườn chiều về đem xuống ăn nè. Giấy đi cầu nữa em ơi. Ok, muốn làm sao? Cầm hết. Để vô trong đó để rớt không? Còn nhiều đồ lắm, còn mấy này nữa. Còn giấy đi cầu nữa, dưới có cùng cần giấy đi cầu không? Có cần giấy đi cầu không? Ờ, cần. Thì đó. Cần chứ. Ok, so em làm này cho chị hay là nè. Ok, để cho cầm nhiệt cầm nó xuống. Em đổ cái bọc đó ra, lấy cái bọc cho chị. Đổ ra lấy cái bọc lớn cho chị. Giờ cầm nó sao? cần phiêu nhiều thứ quá phải không? Đổ ra cho chị, đổ ra ngoài. Wow. Đổ vô xe cho chị. Ok. Cần phiêu phải không? Rồi bỏ hai bình giấy xếp vô. Nè, bỏ hai bình giấy. Ủa chết cha. Bể cái tô rồi hả? Nãy chị giục mấy lần rồi đó. Mấy lần rồi. Wow. Dựng đứng vô. Ok. Dựng đứng lên. Nè, dựng này vô. Rồi, thấy không, thấy diện chợ ghê không, cái nón cầm hồi lớn chưa. Okay. Rồi ok rồi dưa hấu bỏ vô nặng quá không em. Ê, dưa hấu mình buộc vô xe được không? Được chứ, buộc vô đi. Có buộc được không? Buộc vô xe đi. Rớt bể luôn rồi nghe em trai. Không bể đâu, nhỏ nhỏ xíu rồi cái đầu kìa đó. Em buộc được, em buộc đi. Đây này, cái đầu là nọng hai. Ồ, cái đầu. Ừ, đó buộc vô chỗ này nè, đây nè, buộc vô dưới đây nè. Ở dưới nó nhỏ hơn, mình buộc nó có cái rung tàu hả? Người tàu á. Sao vậy? Nó em có người tàu vậy? Không. Ồ, mẹ bà ngoại chị người tàu. Biết nói tiếng tàu không? Không. Ồ. Tàu lao được. Nói tàu lao xí xôi xào được. Ồ. ông Thành Bất Kể, ông người miếng người Lào mà. Ai? Ông Thành Bất Kể. Chị không biết. Không biết rồi. Không. Cái nón của em cầm đi. Rồi như đó là rồi, lấy okay. tay ra, lấy tay. Lấy gì nữa không? Không. Ê, dĩ thịt ông hai. Ồ, quên. Chết rồi. Rồi lấy ra đi, chị khóa xe chị lại đi, rồi hai chị em mình đi. Okay. Hai chị em mình sắp đi. Rồi có em kéo phụ chị được rồi. Ok, không sao. Mà giờ sao cái bao này, cái bao giấy em bỏ cái hộp bánh này vô cho chị. Đây, mở cái bọc này ra, bỏ hộp bánh vô cho chị. Mở cái miệng ra, bỏ hộp bánh vô. Rang, buộc vô trong đó được không? Thì mình đỡ sách hơn, buộc vô đó có được không? Cái này dĩa thịt nướng à. Cái nón nó đội đầu em đi. Ờ, nó từ từ. Trời đất, trời còn nóng à. Thì em muốn đội thì em bỏ vô bịch đi để hồi rớt quá. Rồi, có chân tay không kìa. Tay tứ tứ tư xuống cho nó dài. Ok. Ờ, đó okay. Mình còn nhiêu đó đó em nhắm em buộc xong mình đi được á. Rồi. Em kéo cái xe đó cho chị á. Hên quá, gặp em hên quá. Hên quá. À. Quá hên chứ. Hồi nãy là chị kéo xe không nổi luôn. Không, một xe luôn. Sao vậy? Nặng quá chứ làm sao. Nặng quá. Rồi bây giờ xe nữa hên là gặp em. Trời thương không? Chứ không thôi chị kéo vậy sao chị kéo nổi đây. Nổi rồi đưa cái bọc này cho chị đeo vô tay bớt đi. Đưa đây chị đeo vô tay chị. Ok. Đưa đây. Ok. Hên, gặp em hên chứ nữa. Rồi, rồi đi. Đó nè, thấy chị không? Chị cũng đu hết luôn rồi, đi đi. Cầm gì không? Thôi em lo đó đi. Em đẩy nó nặng thấy mồ còn cầm gì nữa. Quần áo vô hầy rồi, bận áo size gì vậy? Size loss hả? Yeah. Small em bận được không? Có mấy cái áo thun lấy về bận đỡ đi rồi. Ôi, nước chị có áo thun một. Có, đang cầm trong đây nè, đi lên xuống đó chị cho bận đỡ đi rồi mới mốt chị soạn đồ cho xem nha. Ok. Ừ. Lấy được không? Được chứ. Ừ. Mấy bữa đó thấy sạch lắm mà sao nay thấy gì mà tèm lem tút lút vậy ông hai? Tại vì ở bên phía kia. Ừ. Không có gia đình. Tại vì quên chơi, đi quên chơi. Quá luôn. Quên chơi rồi. Quên số điện thoại với quên lối đi về luôn. Quên số điện thoại, quên lối đi về. Đỡ lên em quay lại á, được không? Mấy năm luôn. Đó cái chân té. Mai mốt quay cái lại, rồi bẻ cho dây hấu rồi hả? Không. Rồi. Em phải buộc, em thắt vô một cái mới được. Không sao, cầm được rồi. Vậy cầm đi. Cầm đi. Thấy đi viện chợ không? Thấy chị Helen có ai cho như chị Helen không?
Đó, thấy không? Gạo là 50 khao luôn á. 50 khao luôn hả? Yes. Thì mấy anh em ăn chung với nhau. Yeah, yeah, that's good. Ủa, mà chị từ từ đem đồ qua cho Alex chưa? Mới. Mới hả? Tại vì hồi xưa Alex với lại Thiện có người giúp. Ờ. Và bây giờ Thiện với Alex bệnh đó, thành ra chị xuống chị giúp. Ờ, với lại chị quay YouTube á, mấy người trong cộng đồng mạng, trong YouTube của chị á, người ta nói xuống giúp Alex với Thiện gì đi tội nghiệp, hai người đó không ai giúp hết, hiện giờ thấy bệnh đó. Ờ. Mà em cũng ở chung, em đâu có bị gì phải không? Đâu, ở đây ở chung được, ở đây thoải mái. Không, ý chị nói là Thiện với Alex bị ghẻ đó. Em cũng ở chung mà em đâu có sao đúng không? Ở chung được chứ, tại vì lúc trước hơi cười lộn nhiều tại vì không, ý chị nói chị không, em không có bị lây ghẻ, không có lây lây lợ. Không. Đó. Không, ông bị lâu lắm mà em đâu có bị đâu. Biết sao bị, tại vì không có sạch sẽ. Đúng rồi. Mà biết sao, tại vì lúc trước em bị sơ ý á. Ừ. Nên nó bị hơi mà giờ tại sơ ý bằng cách tài xài đồ á mà không có giữ kỹ á, nó bị. Đúng rồi. Giờ nó better hơn. Đúng rồi. Ê, trước ghê lắm. Cái thứ tư ngày 23 tháng này nè, chị cắt tóc á, lên chị cắt tóc cho, tóc tai em ghê quá. Ok. Lên thư viện đó nha. Ok, thư viện hả? Ừ. Okay. À, chị lên đó chắc khoảng chừng 11 giờ chị có mặt ở đó. 11 chị, sáng hả? 11 giờ chị ở đó cho tới tùy theo 2 3 tiếng đồng hồ tùy theo chị cắt xong chị về. Ok. Ê, cái ông đó hôm lát luôn hả? Không nào. Phải là mình. Dạ. Em có nói chuyện với Thiện không? Thiện có chứ. Tại có uống rượu không? Sao nay thấy mặt em lờ đờ quá vậy? Tại vì á, hồi 20 năm trước á, nó better. Mà giờ nó bị invested á, hiểu không? Tại nhiều ta không có coi kỹ mấy cái airport á. Mấy con gì nó vô á. Rồi giờ nó bị ác bị ngứa thì lây bụi bặm á. That's 20 years ago. Ok. Kém xuống đó đem đi qua đường này ha. Ờ. Ê, ở tối ở đây mấy anh em có đèn đuốc gì không vậy? Ờ, đi. Thôi, đừng đi đường kia dài lắm, mình bưng qua bên đây cho nó nhanh. Đây nè. Kéo xuống đó đi. Hướng nào? Kéo xuống đó đi. Okay. Thì kéo đi coi chừng em té xuống nước luôn á. Ồ, đó nó giỡn, bên kia giỡn với nhóm bạn ơi. Thì sao? Nhóm bạn. Ừ. Hai chị em. Ừ. Anh em thấy giờ cãi chị không mà chị kêu mang đi không chịu cãi không à, đó giờ cũng kêu đeo lên rồi đó. Kéo đây chắc mình phải bưng qua từ từ quá sĩ ơi, chứ cái chỗ này mình đâu có kéo xe được phải không? Bưng qua từ từ, kéo xuống đây thôi cho nó gần đây, mình bưng cho nó nhẹ ha. Ok thôi, vậy biết mấy anh em đây, chị biết mấy người hiền không, chị dám chị xuống chị giúp được. Ừ, kêu Alex ra coi. Alex ơi, ra bưng đồ phụ. Anh Phúc có chồng không? Anh Phúc ơi! Anh Phúc! Ra đây bưng đồ phụ hay là anh nè? Lương thật! Anh ơi! Ông đang làm gì? Ông đang hút hay gì vậy? Anh đi sửa mặt một xíu thôi. Hả? Sửa mặt nha. Sửa mặt là gì? Sửa mặt hả? Yeah. Ai? Để cho nhìn là thấy mua hợp lý. Ai? Alex. Alex đứng đốc đó kẹo 2. Alex! Alex đứng gốc cây kẹo 2. Để em lấy. Để em lấy chụp cái quay cho. Lấy gì? Lấy đồ đạc quay nó mà giờ cái món giùm món á. Ừ. Thẳng cái dạ, yeah, xách qua từ từ đi, để gọn lên một chỗ cho chị nha. Ok. Qua bưng đồ phụ ơi. Em truyền qua cho Alex đi, Alex không có chịu đi qua đâu. Cái cầu đằng kia không chịu đi, đi đâu chỗ đó té. No. Cái đằng kia kìa. Alex này thiệt tình, đi lại đằng kia đi. Đi chỗ đó té dưới nước sao? Cái ông hai này. Nhanh lên, tới rồi. Đó là sườn, dưa hấu, với chuối. Chà, tối nay anh em có bữa cơm ngon nha. Alex kêu anh Phúc ra bưng phụ Alex ơi. Hôi quá. Ờ. Hôi thì thối quá. Mùi một tâm có tuổi gì á. Ồ, biết rồi. Tuổi 250 chứ, 250 chứ. Tuổi nó mới vô nó làm gì. Tuổi ghê lắm. Ừ. Ê, bỏ cái gì vô chổng chuối gì vô trong. Mày phi tinh đó. Hả? Mày phi tinh. Làm gì? Mày phi tinh đó. Ờ. Nó vô từ mày phi tinh. Ờ. Dạ, ghê lắm. Hả?
mấy là religious people get hit hard. Có kêu Alex để gọn lại một đống cho chị hay là không? Có. Ở phía trước phải không? Thì để gọn đó cho chị, để chị qua chị coi cái gì chị phân phát á, hiểu không? Ok. Dặn Alex để gọn lại chỗ cho chị nha sĩ. Còn bao gạo với lại spam với lại dưa hấu. Bây giờ em bỏ cái spam vô đây, chị đu luôn vô cái tay chị đi. Xong rồi em bưng bao gạo. Ok. Nè, bỏ spam vô đây cho chị. Cái gì? Spam. Spam, ôi ạ. Bỏ vô đây cho chị. Nặng lắm. Không sao đâu, chị đi luôn cho lần, để tối rồi còn xuống chỗ thiện nữa. Ok. Bỏ vô. Okay. Chị đu dữ lắm, mình thấy không? Ờ. Vậy đó, dữ người là phải vậy đó. Rồi. Đó phải người. Hả? Đó phải người. Rồi đưa dưa hấu đây chị cầm luôn. Cái này đó phải người đâu. Vậy chứ gì? Cái bút chế người. Đưa đây, đưa cái nấm này nè, dễ lắm. Ồ, mình. Ừ. Bây giờ em bỏ bao gạo ra, em xếp cái xe chị để sát trong góc đó để hồi mất cái xe chị á. Rồi xếp cái xe chị. Xếp lại. Xếp lại để sát vô gốc cây đó cho chị coi chừng dính vô nha. Để đó. Để đó đó, để dựa vô đó cho chị. Dựa vô đây. Coi cái chỗ có giờ sạch tới ngang coi chừng dơ nha. Coi chừng cái chị thấy gì đen đen kìa. Ừ, giỏi. Rồi. Little mix room, little mix here, here, there. Ừ, bưng bao gạo nổi không? Nổi chứ. Ok. Có đem cái đồ cắt bóng chân xuống nữa, hồi lấy đồ cắt bóng chân, cắt bóng chân đi. Hả? Có đem đồ cắt bóng chân xuống nữa. Ok, đi. Chị. Em bận quần size gì vậy? Lót. Cái gì cũng lót, thấy người em đâu có to đâu, cái gì cũng lót, lót xuống chân vậy? Okay. Lên đây, hai cái bọc. Spam. Vớ dài đó. Đó. Đó, thấy không? Ô, nước nó lên đây hay gì ướt hết trơn vậy, chưa đâu có ướt vậy. Sách phụ chị nè sĩ. Trời, sao sách phụ chị? Chào bạn bè. Nè đây nè. Quên. Mừng quá. Rồi đi, đi vô đi, đi vô đi. Đi vô đi. Sao thấy tay ok không? Dạ. Chút nữa xuất thuốc nữa nghe. Đỡ. Đỡ phải không? Thôi được rồi, đi đi đi, nặng rồi. Đi đi. Hay là đu hồi nãy giờ gắn tranh thủ xuống sớm, nhiều khi tới thứ tư mới quay lại được, tranh thủ xuống sớm. Tối dưới đây anh em không có đèn đuốc vậy hả? Dạ. Bữa nào mua cái đèn cho nha. Dạ, dạ. Ừ. Ai đây đông quá vậy? Ở đây có mua người tốn. Ai đây đông quá vậy? Ai vậy? Người gì vậy? Mấy em bạn. Ồ, thiện đây luôn hả? Ô, đỡ quá, khỏi đi rồi. Đi lên, đi lên đi. Anh không có đốt cái gì cho đây cho nó sáng hả? Tối vậy. Tối hù hả? Để chỗ này cho Helen, để Helen chia đồ ra. Mấy cái đồ nãy đâu rồi, để xuống đây cho hai lần chia ra. Ừ. Mấy cái trứng đồ bỏ xuống đây cho hai lần chia ra. Có thiện đây đỡ quá. Thổi đi vô trong chậu. Dạ, Alex bỏ nó đây hết cho hai lần. Không có gì sáng sáng chỗ này hả? Không có đèn gì hả? Có đèn pin không? Có đèn pin không? Để dưới đất nè. Để ở đây cho hai lần. Thiện có nấu cơm không Thiện? Rồi, tại hai lần có mua trứng hả? Không có nấu hả? Ok, để xuống hết rồi hai lần chia Alex ra cho. Nuôi. Ồ, Alex nấu luôn hả? Alex nấu cho ăn, cho Thiện ăn luôn hả? Không, ăn thì, không nếu mà ăn thì hai lần để trứng với lại spam với gạo. No, hai lần có mua cho Thiện một phần. Bởi thấy không? Nê vô một lần nữa này thấy chưa? Đó. Bây giờ cái gì? Ủa rồi, dĩ sườn này em tính cắt ra cho Thiện miếng đó, rồi còn nhiêu để mấy anh ăn đây. Yes, yes. Ừ, cắt cho Thiện miếng, mới mua sườn có cô. Thịt thấy gì không phải gì đâu à. Ừ, hả? À, thịt thấy gì thấy nó chín gì mà phải hơi lửa xíu lại. Hơi lửa? Thấy gì hơi mà không phải gì. Là sao? It's like fully cooked vậy, it's rare. Chín rồi đó, ăn được rồi đó. Ngon, ăn rare ngon. Ừ. Nãy chị đưa gì? Đưa gì nè ông hai. Không biết đâu, nãy chị đưa gì mà. Người ta chi của hồi nãy giờ, ai hút thuốc đây gần hay thôi vậy? Còn ông này nè, ông hút thôi quá, kéo so strong, sorry. Ăn chi của hồi nãy giờ rồi, thì kêu ổng quay bảo ăn chi của hồi nãy giờ, chịu đòi nổi không? Alex, Alex, cái bắp cải. Để luộc ăn á. Nhìn đời thì nổi không á? Nổi chứ. Tại vì biết sao không? Alex, thấy Alex ăn cái đó hay là lấy cái gì ở nhà cho Alex nè. Đây ăn.
dưa hấu. Đền mà lỡ dính 97 sao? Mua 2 dĩ nè. Đừng bao nhiêu đền. Nhưng mà thiệt không á, cái này dễ nấu không nấu hả? Ok. Mua mỗi người 2 dĩ đó, dưa hấu vào đó, ok. Đừng lo, Helen không có phải gửi cái xe kia, nó không dớ dính dính vô giò lâu lắm á. Hai người bị bệnh. Rồi mấy người lên YouTube của hai lần coi, kia hai lần xuống giúp thiện với Alex. Tại thấy không ai giúp hết, ai cũng sợ hai người bị lây bệnh hết. Thành ra hai lần xuống cho lúc trước hai lần biết có người lo hai lần muốn xuống. Ồ tại thấy không? Bệnh hai lần dẫn xuống nè cho thiện hai đôi giớ. Phải tháo cái mạc trước khi bận. Cái gì? Cái mạc cái đó cái đồ paper. Anh cần giớ không? Alex hai đôi giớ nè. Nhìn nó không biết bằng nhớ bằng để thét luôn. Nhớ không? Ơi. Hả? Chị cho phải lấy chứ. Nè, em hai cái. Ok, giờ cái được rồi. Cho hai cái luôn. Ok. Rồi. Ủa anh Phúc đâu rồi? Thôi, anh Phúc không có thôi. Cái đồ dài đem cho anh Phúc. Hồi nãy anh Phúc thấy anh Phúc đồ dài anh tội quá đem đồ dài cho anh Phúc. Cái máy có chạy không đó em trai? Alex ơi, chỉ có gấp rút kiếm được mấy cái áo này thôi. Alex thấy ok không? Rồi bận vô chứ mà bận áo gió hoài người đổ mồ hôi đùng đùng bây giờ. Thiện có cần áo này không Thiện? Màu nào muốn màu nào không? Tăng 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 cái này của em. Wow, quá đẹp luôn. Ôm. Đẹp luôn. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn nhiều, quá nhiều luôn. Cái áo này Alex. Cái áo này tối bận ấm. Hai đại lát bận rồi lát nhỏ con à. Thiện có cần quần áo gì nữa không em? Nè, áo đen của em. Rồi. Chị hồi nữa Alex nấu cơm đi rồi Thiện ở đây ăn cơm với Alex luôn ha. Thì khỏi cắt thịt Thiện đâu có cơm đâu ăn ở nhà, đúng không? Hồi ở đây ăn chung với ảnh ha. Nè, này để lên bàn đi chút mấy anh em ăn. Rồi trứng rồi bao gạo. Rồi xong. Cái này của hai lần bây giờ của cái bọc này có đựng gì đựng hả? Đó. Bây giờ cái đó còn á, được rồi, trời, cảm ơn okay. Anh trai. Không sao, chị nhớ. Ok, ok. Đó bây giờ còn mấy cái này đó, trứng với spam nè, Alex có nấu cơm cho Thiện ăn với nghe Alex. Dạ. Ờ, đúng rồi, đó. Ok. Cầm chưa? Ok, được, rồi cầm đi. Quên cái này nè, thấy chưa? Bởi thấy đem nhiều quá không nhớ của, mình có nhiêu của luôn á. Thiện đừng có ngại, có cần gì cứ nói theo là. Dạ. Bánh này ăn không? Ăn được không? Đó đói ăn đỡ lắm. Nhân mình đến chưa sao? Hả? Ba đứa luôn. Không đang cởi trần đừng quay không sao đâu, không sao đâu. Ờ YouTube không có cho cởi trần. Ờ không cho, ok. Ờ. Cầm cho mấy lần đi. Còn cái này mấy anh em chia nhau ăn nha. Anh này hai cái nè. Em ở đây luôn. Ồ em ở đây, ở đây luôn hả? Thấy hai lần không? Tỉ mỉ không? Hả? Thấy hai lần tỉ mỉ không? Tại vì Thiện có một mình chứ phải không? Thiện với Liệu có một mình đúng không? Ok. Tại vì hai lần làm hai cộng. Cái này cho Thiện. Thấy có ai tỉ mỉ nha hai lần chưa? Còn cái bịch này là của mấy anh em đây nha Alex. Rồi còn của gì nữa không? Anh Phúc thì để hai lần xuống coi chừng nào gặp anh Phúc hai lần đưa dài cho anh. Để coi anh mang nhiều không? Hồi nãy có xin dài hai lần không? Alex có xin dài hay là không? Hay là làm YouTube á, tiền YouTube á, hay là mua đồ giúp lợi nhưng mà hay là mới làm thôi à, một tháng hay là kiếm được có 200-300 à, chưa có kiếm được nhiều. Thành ra anh em cứ, tại vì hay là bỏ cái sức của hay là ra, hay là làm, hay là lấy tiền giúp anh em, chứ hay là không có lợi dụng quay anh em mà để kiếm cái income cho bản thân hay là không có. Thấy hồi trưa giờ hay là lợi Thiện thấy không? Hồi trưa trong một đợt đúng không? Là hay là đi khảo sát coi anh em cần thiếu cái gì. Thì đợt thứ nhì hay là đem lại là những cái gì hay là đem lại là Thiện thấy rồi đó. Là những cái đồ vật dụng của anh em cần. Alex bận áo nè, đẹp trai nè, vừa bận nè. Thích không? Thích không? Yeah. Em còn mua quần cho Alex nữa. Để em rảnh em mới mua được. Alex nghe lời hay là đi. Mang giày tennis shoe cho nó comfortable. Cái đôi giày đó xăm tham mang chơi thôi. Ok. Anh mang giày xe mấy? 9, ok. Anh Alex đôi giày xe 9 nè. Em trai này đôi giày xe 9 luôn đúng không? Dạ, xe 9 luôn. Ok, là hai anh em xe 9 là Thiện có cần giày không? Thiện cũng không có giày nữa kìa. Xe 9 luôn. Thấy 9 luôn.
Rồi phải mua thêm, ở nhà có hai đôi size chính. Không có hiệu nha, tại không hiệu nha, nó better hơn. Cái gì? Không có hiệu á. Hay là mua dài ở Costco. Ở Costco. Yep. That's good. Yeah. Mua dài mới Costco đàng hoàng. Hiện có cần quần gì không hay là bận quần đó thôi à? Có quần thể bận quần gì? Jean. Jean size mấy? Size 30 31. 31 bằng size ông xã mình luôn. 31 30 ha. Ok, còn Alex thì 30 hả? Yeah. Ok, Alex 30, Thiện 31, 30. Áo thì Thiện size M rồi. Không, Thiện có thể bằng áo size loss á. Hả? S wow. Hả? Áo thun thôi được rồi. Áo thun thì nhưng mà size loss đúng không? Thiện thấy bự con. Hả? Em sẽ mua xuống đây cái đèn để cho tối sáng rằng mà có thể là đèn pin chạc được ở đây, có chạc chạc pin được ở đâu không? Không hả? Một là mua đèn chạc pin, hai là mua đèn solar. Nhưng mà solar chỗ này sao có nắng mà lấy? Hả? Đem gần phải nắng hả? Thì Thiện cũng không có đèn phải không? Liều Thiện cũng không có đèn phải không? Không sao luôn, ở dưới có mấy cái đèn pin cũng. No, nhưng mà có cái đèn kia nhiều khi tối mình on lên mình xài được, còn mình chạc năng lượng được. Để hay lần mua. Hả? Không, nhưng mà không lẽ trời sụp tối xuống cái chui vô ngủ liền vậy đó hả? cũng phải thức, nhiều khi ăn cơm trễ hay này kia đúng không? Đừng có ngại. Hay là biết Thiện mấy năm trên YouTube rồi nhưng mà Thiện mới biết hay là đúng không? Dạ, mới biết là thấy lần đầu sao cho ý kiến coi, thấy là ok không? Ok. Cười là cười là không thể bồ phải không? Đừng có lo. Alex nè, Alex cũng vậy nữa nè. Alex là hai lần thấy bữa thứ tư hai lần phát bánh mì ở thư viện là gặp Alex nè. Anh này thì chưa thấy lần nào. Anh ở khúc nào vậy? Cũng giờ ở đây thì quanh về đây ở. Ở đằng đầu kia có cái anh nuôi gà vậy đó. Em bước vô đi. Bước vô đi. Gì? Bước vô. Em có muốn bước vô. Không. Bao gạo này. Alex không có gạo, không có 25 phao hay là mua bao gạo 50 phao luôn á. Có bị chuột ăn không? Chuột. Bị chuột hả? Không sao, lại bỏ vô trong cái thùng. Cái thùng để đủ không? Phải đổ vô liền nghe, để tối chuột nó ăn hết rồi bưng nặng lắm á. Mấy cái bánh này chia nhau mấy anh em ăn nè nha ha. Những cái đồ bánh trái đây mấy anh em chia nhau ăn nha. Ok. Rồi còn gì nữa không? Anh còn gì thiếu anh gì nữa không ta? Có gì chưa anh hỏi mà hay là quên nữa không? Giờ chỉ còn quần nè. Còn quần với lại dài nè, thiếu nào dài, ba đôi dài. Thiếu ba người ba đôi dài. Vớ cho rồi nè. Ồ, underwear. Thiện có cần không? Yes. Cần luôn. Sai gì? Lost. Ok. Ông làm gì hoài vậy? How are you? Are you okay? You waiting for someone? For you. Hả? For you. For me? Why? I have nothing for you to wait. Cái ông hồi trưa gặp cái thằng nắng phải không Thiện? Ok. Người sao không có ghế ngồi, sao ngồi vậy? Chị dọn dẹp đồ lên bàn đi để tối chuột ăn hết, có chỗ cất không? Cất đi, cất đồ đi. Cất đồ đi. Hồi hay lần té lộn mèo dưới đây giờ nè. Hả? Cái gì? Cái dây beo. Anh cần dây beo hả? Anh cần dây beo hả? Dây beo size mà. Sẽ hoài. Ok. Size 30 mà còn sẽ vậy thì size 30 anh bận không vừa rồi. Mà cái size nó bự hơn cũng được. Tới miễn là từ 30 trở lên. Nhưng mà 30 anh bận anh bị tuột đúng không? Yes, 30 anh bận là chở xuống 30 là hơi rộng đúng không? Ok. Ok, rồi anh đi làm gì? Anh làm gì á? Đúng rồi, qua lấy đồ dẹp đi để mấy cái đồ hồi chuột nó ăn hết. Tối sĩ ngủ ở đâu sĩ? Tối nội chơi sao giao người. Hả? Tối ngủ đâu? Sang lại nói chuyện thôi. Từ nay ngủ đây hả? Yeah. Ngủ đây ngủ chỗ nào? Nội chơi thôi, không ngủ. Ồ, không có cái thùng đó đựng gì à? Cha. Đá vậy. Hay đừng xét người vậy. Ghê quá. Nói nghe nói chị chạy giờ dắt trò chị chạy vậy. Rửa rồi ơi. Thằng sĩ nó nói anh đừng xác người, em nói để em chạy để em thôi có xác vô giọng luôn. Nó hù em kìa. Rửa sạch sẽ bằng xà bông rồi đó. Rồi. Giờ đựng gì vô đó? Gạo hả? Rồi gạo tính để chỗ nào? Để biết nhưng mà cái thùng anh để đâu? Ok, bưng lên chở đi, bưng cái thùng vô trong đó trước đi. Rồi. Sĩ bưng bao gạo bộ phụ lên cho anh mở lên rồi mới để mấy anh em nấu ha. Có chừng đạp mấy trái chiếu dẹp lát hết giờ. Có chừng đó, có chừng.
cái bao này bao gì? Ờ giấy vệ sinh đó. Vệ sinh ok. Ừ. Ê cái này chuột, cái này chuột cũng cắn đó nha. Ồ phải không? Dạ, yeah, giấy chuột cũng cắn đó. Oh. Cái này vô đây rồi. Hả? Quăng ngay vô đây hết rồi. Quăng lên có nắp đậy không? Không, nhưng mà có nhiều loại chuột nó màu xám khác, màu đen khác, màu khác nữa. Đây này có hai chuột cống nè. Hai hai người bằng tuổi. À lại. Vô vô không chuột. Ờ thích chứ, thích chuột chứ. Tại giờ mà kiến, con kiến. Kiến à. Rồi trứng gà chuột cũng thích ăn lắm nghe. Dạ yeah, mấy cái đồ này chuột nó thích lắm á, có chỉ có cái spam á thì ok, spam không sao. Dạ yeah, spam không sao. Nè, bên đây ai đứa nào? À, thằng nhóc đó lấy không cho đi. Cái ông kia đưa chắc ông lấy. Thiện biết sao không? Trên YouTube á mấy người nói là Thiện với lại Alex á bị bệnh á, không ai dám lợi nó, không ai dám xuống giúp hết á. No thank you, em good. Sau đó qua mấy người kêu hai lần xuống giúp hai anh em á. Hai lần đâu có sợ đâu. Hai lần biết hai anh em bệnh gì mà. Không có sợ lây. Nhưng mà bây giờ Thiện chỉ còn có hai cái mắt, cái chỗ mắt cá thôi ha. Với lại cái một tay bên kia thôi phải không? Cái tay bên kia Thiện hai lần thấy cũng sắp hết rồi. Ha, hết Thiện ha. Phải không? Sắp hết rồi. Rồi cái chân của Thiện hồi nãy đâu cho coi lại cái chân lại cái coi. Nhưng mà đưa thuốc lại đưa rồi ha. Ừ cái chân có nhiêu đây thôi hả? Thiện, chút về sức thuốc cho hai lần nha. Và chân chân bên đây nhiều hơn hả vậy Thiện? Phải không? Ừ chân ô chân bên đây nhiều là Thiện. Ô Thiện còn Thiện còn chảy nước đó Thiện ơi. Chảy nước hả? Thiện còn chảy nước đó Thiện. Ờ không sao đâu, khỏi chừng tháng hết. No no no, Thiện nghe lời hai lần. Cái nước chai á, tối về cái lấy cái nước chai hai lần đưa uống á ha. Thiện rửa sạch đi nha. Xong rồi Thiện để ráo ráo chút xíu. Thiện lấy cái thuốc bột đó rắc vô cho hai lần. Hồi nãy hai lần đưa 6 viên đó, xài trước cái đó đi, cái dĩ còn để nguyên để đó. Rồi xài cái mục nào có, Thiện cứ thấm miếng nước, đắp vô lấy cái tay miết miết vô chỗ da đó cho nó thấm cái thuốc vô. Alex thấy Alex feel better rồi đó. Dạ. Yeah. Hồi nãy là đưa mấy anh em đủ hết rồi. Anh có cái nắp đậy không anh Alex? Actually không có. Có không có tối chuột nó hỉnh sao? Nhưng mà có cái kiến. Kiến để đâu? Nhưng mà ở đâu? Ờ. Khác cái lid đó, cái hộp đó. Actually, it's different. Cái bọc này lụm lên để có đựng gì đựng. Lụm cái bọc lên. Không có hiểu. Sao đọc cái construction đây không nổi. Nó gì chơi vậy? Rồi chịu ăn cơm chưa? Chịu ăn gì chưa vậy? Bây giờ có gạo rồi nấu cơm đi. Rồi có thịt sườn đó mấy anh em ăn đi. Thiện ở đây hồi ăn cơm với lại Alex. Nha. Ừ, giờ anh bắt cơm lên đi anh Alex. Ừ. Cái nồi đâu? Có nồi không? Anh đi đôi giày nãy đây không có xếp chút nào, dễ té lắm à Alex à. Đâu nồi đâu? Trời nấu cây củi gì chà bá vậy, mấy bẻ mấy củi nhỏ. Rồi cái nồi chưa rửa nữa hả? Cái nồi gì trắng phiếu ở trong vậy? Cái gì trong à? Trời ơi, ăn mà để cái nồi trắng lên vậy luôn á hả? Oh my god. Đó, đi đổ nước ra, nó đi rửa đó. Ông nói gì vậy? Hả? Cái gì? I've seen images of women and I know they paint your body. You spray paint like hair. Làm gì vậy? Để đưa bác sĩ vô, sĩ đang múa, múa gì múa lại coi. Đó, sĩ đang múa à. Sĩ đang múa. Bây giờ hai lần biết ha, mấy anh em ở đây, sĩ cũng ở đây đó. À, lâu lâu hai lần xuống mua đồ. Có cái gì? Không ai có phone đó hả? Phone đã lấy rồi, đi ngoài nhà tới đều chạm, đã lấy đi. Không ai có phone hết trơn á, mỗi lần xuống nhiều khi phải chạy hai lần cực quá. Rồi rửa đâu? Rửa đâu? Nước đâu rửa? Alex bữa nào hay là mua nước 1 gallon đem xuống đây cho xài. Mua Costco á. Nhưng mà em mua em đậu ở ngoài parking ra ngoài bưng cho em á nha. Em bưng không nổi đâu. Không biết kêu. Gì? Mua đèn. Đèn sáng đó hả? Yeah. Em đợi chị kia 16 tay chị về em coi mua đèn gì em mua cho cái đèn.
the solar or the regular? Solar. Anh biết hiệu nào không? Không biết. Nhưng mà what's the solar more economic than solar? Mình chạp điện năng lượng ha. Có cái loại solar đó mà mình xài pin được luôn á anh. Mình chạp cái pin được luôn á. Tối hù gì sao thấy đường nấu cơm trời không có đèn gì hết trơn vậy? Không sao, có cái đèn à. Đèn đâu? Đèn pin nhưng mà hết pin. Mấy cái nồi nào ăn mà không ấy đổ đi rửa đi. Trời ơi, nấu cái củi chà bá sao cháy lửa. Trời ơi, có cái quạt nó mới ghê nữa chứ. Alex biết không? Hồi nãy có người vô trong cái YouTube của Helen nói gì biết không? Nói Helen không có hiểu rõ bệnh gì hết mà nói gì. Helen thử dám xuống dưới đây để nói chuyện, ngồi nói chuyện với Alex với Lệ Thiện không? Helen đã xuống rồi mà mọi người đâu biết không? Bây giờ Helen xuống nữa nè. Hôm nay xuống hai lần luôn. Helen không có thích những người mà làm giống như không có giúp người ta mà giống như đối với Helen á. Helen giúp được thì Helen giúp, Helen không giúp được Helen không nói gì hết. Giống như bây giờ Alex với Lệ Thiện đâu có ai dám lại gần. Cảm ơn chị Helen. Tại vì cũng có một người hồi xưa nó cũng có giúp Lai Gai đó. Ai? Bây giờ chị có ghé. Thì chị nói chị rảnh thì chị thích ghé thì ghé, chứ ở đây cũng không có muốn phiền chị. Không có phiền. Thật sự Helen biết Việt Nam của mình á, đừng có ngại, giống như sĩ nó cũng còn bản lãng ở thư viện, người ta biết Helen nhiều lắm. Ở cái thư viện mà chỗ tu lì là biết Helen. Nhưng mà phần của anh Bùi đâu? Bùi ai? Ai? Phần anh Bùi á, chung với Alex không? Thì Helen nói mọi người ăn chung đó. Mọi người cứ ăn chung với nhau. Rồi khi nào thiếu cái gì, anh em cái gì thiếu gì nói cho Helen. Helen sẵn sàng, Helen không có gạt ai, không có làm, không có lợi dụng ai gì hết. Nói thiệt. Mọi người gặp Helen khoảng chừng vài lần thôi, sẽ cảm nhận được. Ở nhiêu đây là quá đủ rồi. Cái đó đâu có last forever được thiện. Đúng không? Mấy thằng này nó mập một bộ đồ, nó mập năm trời. Thôi đi ông hai, bận kiểu đó thúi sao tôi chịu nổi, sao tôi dám xuống. Không, cái chuyện ai giúp trước đây thì Helen không có quan trọng. Người nào, chuyện của người nào người đó làm. Nhưng mà Helen không có muốn mà giống như có người giúp Helen vô giúp. Hiểu không? Helen không muốn người ta sẽ nói mình bị giành giật này kia. Thì tại vì những người coi thấy không có ai giúp hai anh em hiện bây giờ do hai anh em bệnh thôi, hiểu không? Không ai dám lợi, người ta sợ lây. Cách đây mấy tuần trước, một tháng đó, thì đi không nổi, thở cũng không nổi. Rồi sao sống qua vậy, ai lo? Bây giờ thì đỡ rồi. Nhưng mà lúc đó rồi sao? Rồi ai mua đồ ăn đủ rồi sao, ai lo? Cả sáng trời không ăn chết sao? Vậy đó hả? Không, lúc đó Helen không biết. Helen mới biết đây thôi à. Thì thấy mọi người Helen á khó khăn cần sự giúp đỡ. Helen có số phone luôn, nhưng mà mọi người không có số làm sao mà Helen ấy. Helen hiểu biết về bệnh á. Helen hồi xưa ở Việt Nam bắt thuốc tây á. Thành ra khi mà Helen nghe nói như vậy á, tại vì Helen vô độc cái bệnh này rồi. Với mà cái bệnh mà tại vì cái này tới mấy chục cả trăm cái luôn. Mà hai cái chân thôi phải không? Nó làm sốt á. Hai cái chân thôi phải không? Nhưng mà trên mình không có đúng không? Bữa bị sưng luôn, cái chân luôn. Mà chân ở trên mình có không? Trên mình, trên cái up body có không? Không. Mặt không có luôn đúng không? Tại vì cái bệnh monkeypox á là cái đầu tiên á là mình bị sốt. Cái triệu chứng nó sẽ nằm trong người mình từ 5 cho tới 21 ngày thì nó tái phát ra. Khi nó tái phát ra là gì? Mình bị sốt, mình bị nổi trên mặt mình 95% và mình bị nổi vô bàn tay với bàn chân mình 75%. Nhưng mình nghĩ là hai anh em do dơ, tại vì thường bị từ cổ chân với cổ tay. Rồi cái nó cọ quần áo mình dơ đó, cọ quần áo đó, cái nó có thể nó vô máu mình. Yes. Thành ra cứ về là lấy cái nước đó, thấy chưa? Ông Alex ông nấu á. Thấy bụi không? Thấy cái phone Helen bụi bay ngập trời không? Sĩ ngủ rồi kìa, nghe chị Helen nói phê quá nó ngủ rồi kìa. Thì bây giờ á mình đang bị rồi. Thì thiện á dùng cái nước uống rửa những cái vết thẹo thương cho Helen. Nước uống nha, đừng lấy nước chứa suối vô lắm. Mấy cái nước chai uống á, rửa vết thương.
lấy thuốc sức cho Helen ngày 2 lần, ok? Rồi khi nào mấy anh em cần cái gì cho Helen biết thì 1-2 tuần Helen xuống 1 lần ha. Nhưng mà nhớ phải giữ gìn sức khỏe, làm cái gì chơi cái gì chơi, sức khỏe là quan trọng nhất. À, gặp Helen vài lần là bắt đầu có cảm mến lại, mốt kiếm Helen, Helen không xuống lúc đó đừng nhớ à nha. Cười hai sĩ, sĩ biết chị mấy lần rồi phải không? Thấy chị Helen có tốt không? Có chứ. Yes. Để con thần này ông làm gì đây? Anh làm gì vậy? Rửa nồi hả? Nồi dính gì vậy? Nó xé, nó khét. Ồ, rồi có đồ rửa, có xà bông rửa chén được không? Yeah. Không hả? Oh my god. Alex ở đây là nấu nấu đồ ăn giỏi lắm phải không? Không có ai nấu. Không ai nấu hết hả? Vậy hả? Bữa nào Helen cho cái đầu rửa chén với xà bông rửa chén nha. Ha. Rửa gì nữa không? Sao ở đây gì cũng không có chứ trời. Rồi cái ấm nước gì anh nấu hoài vậy? Không biết ai nấu nước. Ờ. Không, ở gần đây à? Yes. Nhà mình chạy lên đây khoảng chừng 10 phút, 15 phút à, hơn 10 phút à. Thiện hiền lắm á, mình thấy Thiện hiền lắm, mình biết Thiện lâu rồi. Mình có coi YouTube mình thấy Thiện, thấy hiền lắm. Mà lúc trước thấy đẹp trai hơn giờ nhiều. Bây giờ vẫn đẹp trai nhưng mà không bằng lúc trước. Với lại chơi gì chơi, gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Mình không có sức khỏe thấy không? Nằm một tháng trời lăn lóc thấy khổ không? Thằng nhóc kia nữa. Hả? Bình thường. Gì? Bình thường. Bình thường đâu, bình thường. Không bình thường. Không bình thường đâu. Vậy giỏi bình thường. Ờ. Tối chỗ này mà ai muốn ngủ sofa cũng ngủ được ha. Cũng có chỗ ngủ ha. Tôi đã xuống quán bài mà chơi uống cà phê vậy. Ồ vậy hả? Ừ. Ok, thôi mấy anh em ở đây nấu cơm ăn đi, hay là đi về á. Ok. Dạ bữa hay lần xuống. Nhưng mà sức khỏe. Phải có sức khỏe mới giúp mọi người được chứ. Phải không có sức khỏe dễ mạnh chứ. Có vitamin C có muốn lấy uống không? Không. Uống cái đó biết vitamin C nó điều trị cho gì không? Ở dưới đây không có vitamin đâu. Cái vitamin C á là cái chất kháng, mình uống vô nó có cái kháng thể để nó chống lại virus á. Được rồi, hả? Chị để vô đi. Biết bởi đâu đưa sợ bỏ chứ gì chứ. Ừ. Thôi vậy ở đây ăn cơm với Alex đi, bữa nào hay lần xuống thăm nha. Okay. Giờ biết rồi ha. Hết né rồi phải không? Không sao, có cần gì cứ nói hay lần. Okay. Ha. Để cô chị. Ok, good night 2-3. Ok. Good night. Rồi ổng. Bye bye sĩ ơi. Okay. Thôi Alex nấu cơm đi mấy anh em ăn đi nha. Yes. Ok, hay lần đi về á. Em còn thiếu anh mấy món là thiếu dài, thiếu quần ha, với em kiếm thêm áo thun cho anh ha. Thôi nấu cơm ăn đi, bye bye mọi người, good night. Thôi được rồi, làm công chuyện đi, không cần đi theo. Không có cần tiễn em. Ok, thank you, take care, bye nha, bye Thiện ơi. Dạ bye, good night mọi người. Gắng tranh thủ đem đèn xuống. Để 16 tay chị kia về bắt đầu mình kiếm đèn mình mua mình đem xuống. Nhưng mà từ đây tới đó anh Alex cũng không có phone nữa hả? Không hả? Chán mấy ông quá. Xuống đây không có gì để liên lạc hết, chạy xuống chạy lên, chạy xuống chạy hoài. Ok. Thôi đi nấu cơm đi, em đi về đi, bye bye. Dạ. Thiện hồi lúc trưa xuống bảng lãng. Không biết Helen là ai. Ở Thiện không có thích quay phim. Chiều nay Helen đem đồ đạc xuống mua thịt, cái gì cũng chia cho Thiện một phần. Tại chỗ Alex ở đông người hơn, Helen chừa nhiều hơn. Lúc Helen đang đi ra về, Thiện đã cởi mở hơn và nói chuyện được, nói với Helen rồi. Helen nói không sao, lần đầu mới gặp mà gặp được 2 lần rồi. Khi Helen đi ra về, đi được khúc, Thiện giới theo nói: cảm ơn chị Helen nhiều lắm nghe. Nghe là hết mệt rồi. Helen nói: nếu anh em cần gì, nói Helen.
Helen là hai anh em Alex với Thiện á đã bớt nhiều rồi, thành ra không có cần đi bệnh viện nữa cả nhà ơi, không cần đi khám bệnh nữa. Helen đã đưa thêm thuốc cho hai anh em rồi. Helen đang kêu Alex thay đôi giày để đi đứng không cho bộ hơn. Anh này chắc ở dưới suối nữa. Thì ảnh ok. Sĩ nè, Alex, Thiện nè, ba người đều size 9 hết. Ở nhà hình như Helen còn có hai đôi size 9 à. Thì có gì Helen mua thêm cho người một đôi. Đang tranh thủ đi ra để gặp đi xuống cho đồ Alex xong rồi chạy xuống thăm Thiện, tại vì Thiện qua Alex là xuống Thiện đi một đoạn. Tranh thủ sợ buổi tối đó mà vừa tới Bắc Kinh cả nhà thấy không? Bởi mình làm chuyện tốt, tự nhiên có người tốt đâu đó lại giúp mình. Hồi nãy mà không có Sĩ mà bưng đồ với Helen chắc Helen cũng đuối luôn. Hồi xưa hồi trưa cũng một xe đẩy không nổi luôn. Rồi hết cái xe đó rồi Helen lại về chạy đi mua đồ này đồ kia xong xuôi cho những cái đồ mà Alex cần. Cái quay lại thì mua cho Alex là mua cho Thiện. Thì gặp tới Bắc Kinh nó đang rầu bao gạo 50 pound. Rồi thấy cả nhà thấy nãy hai chị em xếp không, là Sĩ đẩy một cái xe như vậy rồi đó mà Helen nó là bưng trong cái hai cái tay của Helen vừa quay phim vừa carrying hai cái bọc lớn và một cặp dưa hấu đó. Cả nhà nghĩ đi, Sĩ nó trời ơi nặng quá chị Helen, thì đi cho nó xong chứ giờ tối quá đi lên đi xuống mất thời gian cả nhà biết không. Thì xuống rồi cả nhà thấy đồ đạc là mấy anh em coi như cái thùng của Alex đầy thùng luôn. Thì Thiện không có nấu cơm thì Helen kêu Thiện xuống ăn với Alex mấy cái đồ đó, thì mấy anh em ăn chung với nhau đó. Alex cũng nay lắm. Thì lâu lâu Helen sẽ xuống lâu lâu Helen sẽ xuống mua đồ để cho support mấy anh em. Bây giờ Helen cũng quen rồi, thành ra đã xuống rồi, đã gặp rồi, đã biết chỗ ở rồi, thì thành ra cũng comfortable, không có phải sợ sệt nữa. Thiện thì cũng đã ok, cũng thấy Helen tốt, Thiện cũng ok, Helen cũng thấy comfortable. Hồi trưa xuống thì có vẻ như Thiện còn bẽn lẽn, ngại ngùng lắm. Nhưng mà chiều Thiện đã nhìn thấy là những cái đồ Helen đem xuống là Thiện đã nhìn thấy, Thiện biết Helen như thế nào rồi. Đó. Thì đó, cả nhà thấy không, khi mà Helen về, bây giờ Helen xong, Helen khỏe rồi đó. Bây giờ lại về lo chuyện ngày mai nấu cơm đi phát. Khi mà đồ ăn, thức uống, Helen đã cho mọi người có nóng lên luôn, đầy đủ rồi. Thì Helen cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Cái gì nữa đây ông Tám? Chuyện gì? Chuyện gì? Tôi xin mấy đồng. Xin mấy đồng giờ này làm gì tao hù, xin mấy đồng đứng ngoài xe cộ không đi ra đường xin. Xe chạy kìa. Đi lên đi không có đứng đâu, không có nguy hiểm lắm, lên. Ông giờ này xin tiền tới hù, ổng cứ ra đường ổng đứng xin tiền. Ổng có phòng ổng ở, ổng cũng có tiền nữa. Tính cho nhưng mà đèn xanh lên rồi. Thường á, những người mà khó khăn mà giống như Helen sẽ mua cho Alex đèn luôn cả nhà. Cả nhà xem Helen làm. Helen không giúp thì thôi, người nào mà Helen để ý tới Helen giúp hết mình. Thật sự vậy. Helen không có xạo, không có làm mang để là làm mà để có tiếng có tâm gì đâu. Helen không có muốn mọi người Thiện nãy có nói với Helen á, cái tháng vừa rồi đó Thiện bị bệnh á, Thiện bị sốt á, Thiện nằm một tháng trời. Thì Thiện nói một tuần á, Thiện chỉ có một lần hỗ trợ đồ ăn là Thiện ăn một tuần trong vòng 4 tuần đó. Lúc đó Helen không có biết thiệt, không có biết gì hết á. Bây giờ khi mọi người coi YouTube và mọi người vô comment rồi Helen mới biết thôi á, thấy cũng tội nghiệp hết cả nhà. Ở dưới đây đêm hôm không có đèn, không có gì hết trơn, có thân mình bệnh hoạn, không có ai lại gần nữa. Thành ra thấy tội dễ sợ. Mà không biết sao mấy người này cứ biết là hút chích là khổ rồi, mà sao cứ hút chích rồi bệnh hoạn rồi không ai lo cả nhà thấy không. Thấy tội nghiệp quá.
Nhưng mà ở này Thiện thấy khỏe nhiều cả nhà, phải không? Cả nhà thấy không? Helen vừa làm giúp đỡ Hopeless mà vừa lắng nghe ý kiến của cả nhà. Tại vì cái ý kiến của cả nhà là cái gì? Cũng là giúp người thôi đúng không? Chứ kêu Helen làm chuyện gì mà không đúng hại người là Helen không có làm nghe cả nhà. Chỉ có giúp người thôi nha. Mà nhất là những người đang bị bệnh rất là cần sự giúp đỡ thì Helen sẽ làm liền. Ngày mai nấu cơm mà hồi sáng giờ Helen chạy xuôi chạy ngược để mua đồ, đem xuống hai lần dưới suối đó cả nhà. Helen không có biết là sao, nhưng mà Helen sẽ tranh thủ từ bây giờ thì Helen sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian. Có thể một tuần Helen sẽ hỗ trợ đồ ăn cho một lần. Thì cái lần đầu thì nói chung bây giờ thì hiện tại giờ thì còn thiếu quần với lại giày đúng không? Áo thì ở kho Helen để Helen soạn ra. Không biết còn gì Alex nữa. Underwear nữa. Helen chưa có mua underwear được. Hẩm hẩm Helen mua 5 cái bịch underwear Helen cho hết rồi. Thì để Helen cho underwear cũng cho mấy người đó nữa. Tối hù rồi cả nhà. Giờ đó mà dưới đó tối hù, với lại chỗ của Alex ở dưới gầm cầu á, xe chạy ồn lắm cả nhà thấy không? Thiện thì ở xích đằng kia chút xíu, thấy cũng hiền. Dướng vô nghiện ngập khổ vậy chứ hai. Alex với Thiện thấy ai cũng hiền, cũng tội hết á. Mà ở dưới đó mà không có phone nè, ban đêm mà cả nhà thấy không? Không có phone nè, không có đèn nè. Thiện còn không nấu nướng nữa. Mà nãy không biết Thiện có tiền không nữa. Thấy khổ dễ sợ. Đêm hôm tới hù, cô đơn lắm cả nhà. Thấy tội nghiệp quá ha. Tại sao không biết Thiện có người giúp lên bờ mà Thiện không chịu ở trên bờ lại đi xuống suối nữa, không hiểu nổi nữa. Công nhận cái ma tí này nó ác thiệt đó, nó hại người dễ sợ. Có người giúp đỡ như vậy, có điều kiện quá rồi còn đi xuống suối chi nữa không biết nữa. Hôm nay một ngày mà Helen xuống nó hai lần. Nếu Helen sợ Helen không có xuống. Helen giúp người được thì Helen giúp, không giúp được Helen không có, không có mà giống như là hại người ta. Tại vì cái bệnh gì mình cũng phải tìm hiểu coi nó như thế nào. Mình không thể nói mà, khi mình nói cái vấn đề nó quá đi thì sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người ta. Có nhiều người muốn giúp, giống như mấy người mà không phải như Helen muốn giúp, không ai dám lại gần hết. Thì có phải khổ hơn nữa hay không? Khi mình giúp người ta đó, giúp được giúp, không giúp để người khác giúp. Đừng có làm câu chuyện nó to tát hơn nữa. Tội họ lắm, họ đã khổ lắm rồi. Hôm nay thấy mặt Alex có vẻ như mừng hớn hở như em bé vậy đó. Vừa đưa cái áo xong là cởi cái áo gió ra, bận cái áo vô liền. Mà công nhận vừa sai Alex dễ sợ luôn. Mà áo cũng còn mới, áo đó áo đã dùng rồi cả nhà nhưng mà còn mới. Cái người cho nó giặt rất là sạch sẽ rồi đưa cho Helen. Rất là mới. Thiện thì thích bận áo thun hơn. Hiểu Helen hiểu rồi. Giúp được như vậy thấy khỏe cả nhà. Tối nay at least mọi người cũng có bữa cơm ngon, luộc có bắp cải lên ăn. Bữa nào Helen xuống, Helen phải ghi cái giấy xuống, đem xuống ít xà bông rửa chén với lại cái miếng rửa nồi rửa son rồi đó cả nhà. Trời, nãy thấy Alex lấy cái miếng cây, miếng gỗ gì cạo cái nồi khác ra. Đâu có rửa gì đâu, rửa gạo xong rồi bắt đầu rửa nước rồi nấu vậy đó. Khổ thiệt chứ. Anyway, bây giờ Helen vô chuẩn bị cho ngày mai nha cả nhà. Từ nay xin cả nhà đừng có sensitive với những cái video Helen mới vừa làm này nha. Cái chung quy là ai cũng giúp người hết. Không cần phân biệt homeless không của riêng ai. Ví dụ mai mốt hai người hết bệnh, có người quay lại giúp, anh em ok, hai lần không cần phải trở lại nữa. Còn nếu như mà lâu lâu hai lần check mà thấy anh em thiếu thốn, sau khi được giúp đỡ mà còn thiếu thốn thì hai lần cũng giúp, nhưng mà hai lần sẽ tránh ra, nhưng mà không có muốn chị em chạm mặt nhau hay là để khó xử. Thì
chuyện của ai người đó đi làm. Helen giúp theo cái quay của Helen, người khác giúp theo cái quay của họ, không sao hết. Cái chuyện này YouTube không có ai mà cạnh tranh hay là giành quyền, độc quyền gì hết trơn cả nhà. Chung quy là mình cùng giúp người thôi, không có hơn thua gì ở đây hết cả nhà. Thành ra khi mình quay cái này, ông xã mình nói hay là em đi giúp như vậy á, là thế nào em cũng bị chửi nữa à. Ai chửi gì chửi, cái việc Helen làm vẫn là giúp người, ngoài ra không nghĩ gì hơn nữa. Helen cũng không nói là Helen giỏi hơn ai, tại vì Helen hiểu rõ về cái bệnh, những bệnh nào truyền nhiễm, những bệnh nào lây qua, cách lây, cách truyền nhiễm như thế nào Helen hiểu hết. Thì khi Helen xuống giúp, Helen biết cái bệnh này, Helen đã nghe và Helen xuống giúp, thì Helen biết cái bệnh này như thế nào. Mình phải biết cái triệu chứng, cách phòng ngừa để bảo vệ gia đình và bản thân của mình và giúp được người, vậy là đủ rồi cả nhà. Đôi khi có những việc không có phức tạp như mình suy đoán, thành ra giảm được thì giảm, đừng làm lớn chuyện thêm nữa, sẽ ảnh hưởng tới người mình giúp. Hai lần thì thật sự ra cái ý nghĩa mình đi, muốn đi cái ý nghĩa và con đường mình đi là gì? Muốn giúp mọi người có cuộc sống đỡ hơn. Thì nhiều người cũng có thể có vô comment nói là người ta hút chích mình giúp, giống như mình tiếp tay cho người ta làm biếng. Thật sự cũng không phải vậy cả nhà. Mỗi người đều có một cái nghiệp riêng để trả hết á. Nếu như đối với Helen mà hút thuốc để xuống suối sống, Helen không bao giờ chọn con đường đó. Thà Helen ở đây làm mướn, ở đợi rửa chân rửa tay người ta để kiếm cái đồng lương mà sống. Nhưng mà mỗi một người có một cách suy nghĩ khác nhau. Giống như anh Phụng anh nói, thật sự có tiền là nghĩ tới hút mấy cái chất đó liền. Không có tiền, anh Phụng cũng ok. Nhưng mà có tiền là nghĩ tới cái đó liền. Rất là khó bỏ. Thậm chí cả nhà nghĩ đi, mình uống rượu, mình hút thuốc thôi đã khó bỏ rồi, đừng nói vô làm gì tới những cái chất nghiện như vậy nữa. Bởi người ta mới gọi là ma túy đó cả nhà. Thành ra thôi, mình giúp được gì mình giúp, đừng trách họ nữa. Gia đình họ còn không giúp họ nổi nữa, để họ cho ngọt họ cay nữa, thì mình không là gì hết. Mình không có thời gian để mình làm chuyện đó. Thì chỉ khuyên anh em, chơi gì thì chơi, nhớ giữ gìn cái sức khỏe của mình. Tại vì khi mình ngã bệnh xuống á, mọi người sẽ xa lánh mình, không ai giúp đỡ mình, rất là khổ sở để trải qua cái giai đoạn đó. Hay là hiểu cái chuyện đó. Thành ra bây giờ hôm nay anh em có một bữa ăn tối rất là ngon. Hay là nghĩ là mấy anh em rất là vui khi mà mấy anh em biết được Helen. Thì cầu mong cộng đồng mạng nhìn những cái việc Helen đã làm và đang làm. Chỉ cần ủng hộ Helen bằng cách vào xem YouTube, bấm like, bấm subscribe. Thì Helen nhắc luôn, tại vì trường hợp này Helen cũng mới học thôi. Khi mình vô cái kinh nào đó, mình muốn follow theo cái kinh đó, mình muốn theo dõi cái kinh đó, từ bây giờ là ví dụ người ta post bài, người ta đăng bài lên là nó pop lên cho mình. Là cả nhà Helen biết, có nhiều người biết và có nhiều người không biết, giống như bản thân Helen mới đầu cũng không biết luôn. Khi Helen vô làm YouTube, Helen nói mỗi lần thấy như vậy, thấy một cái video lên là mình subscribe. Không đúng nha cả nhà. Chỉ có subscribe only một lần. Một lần duy nhất subscribe. Là cái đó subscribe tiếng Việt là gì ta? Giống như là mình đi thì mình subscribe đó là mình chọn cái kênh đó. Thì mai mốt cái kênh đó có cái video nào đăng lên là mình nó pop vô cái phone của mình liền, là mình không đụng tới cái chỗ mình subscribe nữa nghe cả nhà. Subscribe một lần, sau đó xong rồi cả nhà chỉ cần like với lại like video với lại xem video là được rồi. Thì hy vọng cũng báo cho cả nhà biết là Helen hôm nay mới coi ba ngày hôm trước hay gì đó, một ngày 8-9 đồng, cái cao nhất là hơn 10 đồng. Nhưng ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay là từ 114 đồng Helen thấy nhảy lên 143 đồng. Là tất nhiên Helen được lên ngày hôm nay, Helen được lên 20 mấy 30 đồng vậy cả nhà.
Chỉ cầu mong cả nhà ủng hộ cho Helen. Để kinh của Helen có khoảng chừng around trên 1.000 một tháng là Helen khỏe lắm. Helen giúp anh em phà phà luôn. Nha cả nhà. Không cần gì hết. Đừng ai vô mà nói là comment phá kinh của Helen để cho ha, đừng có ai gửi tiền vô account của Helen, không sao đâu. Helen không có kêu gọi đóng góp. Again. Helen làm tới tháng 11 này là 1 năm rồi. Là Helen chưa bao giờ kêu gọi đóng góp hết. Thì hy vọng tuần tới Helen sẽ có một cái tin vui báo cho cả nhà, tại vì Helen đang follow theo cái câu chuyện đó, hy vọng sẽ có một cái tin vui rất là lớn báo cho cả nhà, nhưng mà mình không biết, để mình đang chờ kết quả thôi. Tin vui cũng không phải trúng số mà là giúp người thôi. Dạ. Yeah. Thì để xem nha, để nếu mà mình thật sự có duyên giúp cái người đó thì cả nhà sẽ biết cái tin vui vào. Hai lần nghĩ nếu mà có thể từng tới lắm. Tại vì bây giờ có cái vẻ như là thấy nó cũng ok rồi. Nhưng mà chỉ chờ kết quả người ta báo cho mình thôi. Thì từng tới, nếu mà nhanh nhất thì từng tới hay là biết được. Thì nếu mà hai lần biết được hay là sẽ coi như thế nào, hay là sẽ thông báo cho cả nhà xem nha. Ok, giờ hai lần đi vô đây. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cái xe máng ở đây hai lần quay lại lấy. Lần này lần thứ ba xuống suối ngày hôm nay cả nhà. Có cái liều wireless của anh rồi. Cả nhà thấy không? Không có bóng đèn le lói trong đó tới hù vậy đó. Nó ban đêm với đây nó tối vậy nè cả nhà. Quay cho cả nhà coi bên chỗ Alex ở là vậy đó. Đợt này bé Thư trong nhóm cho được 5 thùng nước lọc, 2 thùng nước cam. Có một bạn ở trong group người Việt San Jose, Thủy An, đóng góp 300 cho quỹ. Trang Nguyễn trong nhóm của Helen đóng góp 100. Em Nhi, bạn của Helen đóng góp 50 đồng bỏ vào quỹ nấu cơm của Helen nha cả nhà.